Ôi, 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 ôi. Dừng lại, nhanh lên, dừng lại. Ôi. Ấy. Dừng lại, dừng lại. Dừng. Ấy. Dừng lại nhanh lên. Ôi. Hả? Chỉ có vì cái này thôi ha. Chỉ có vì cái vài cái xúc xích này thôi mà đánh nhau ha. Nhìn xem, xúc xích nhiều như này mà. Hả? Thiếu gì đâu, nhà mình đâu có thiếu gì đâu mà phải đánh nhau hả? Ngồi đây học ha. Giờ ngồi học ha. Hồi nãy ai đánh nhau vậy hả? Ôi, mắt kìa, đánh nhau. Ai đánh vào cái mắt rồi, nhìn mắt kìa hả? Đấy, con còn ngửi bà nội con nữa hả? Chỉ vì cái xúc xích này thôi mà đánh nhau vậy hả? Đây này, đây là xúc xích vịt này. Mùa hè này ăn vịt trong mắt hả? Trời ơi. Nhà mình đấy mà hả? Thấy chưa? Nhà này ăn một vịt nó mát nha cả nhà. 0974809436.